Chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của kênh truyền thông bóng đá Phổ miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Gia Phú trong buổi tối ngày hôm nay để cùng nhau chứng kiến trận cầu giao hữu của các đội FC Công Viên và đội bóng FC Nhiệt Tình. Cầu thủ mang tên đầy đủ số 11 là Đăng Dương, cầu thủ cuối cùng trong danh sách của đội bóng áo xanh. Về phía FC Nhiệt Tình, thành phần của họ gồm có số 13 Minh Bảo, số 1 là thủ thành Long Gà Đồi. Đã có bàn thắng sớm dành cho các cầu thủ áo đỏ. FC Nhiệt Tình đã vượt lên dẫn trước. Đủ tấn công ở những phút đầu tiên dành cho các cầu thủ phía đội bóng áo đỏ và họ đã có được pha lập công. Như vậy thì có sự điều chỉnh trong danh sách thi đấu của các cầu thủ phía đội bóng FC Công Viên. Bùi Hưng sẽ được đăng ký lại với số áo 76, không phải là số áo 99. Bóng tiếp tục trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh, tình huống cầm bóng của số 17. Vẫn còn, tiếp tục là thời cơ, không được, pha dứt điểm còn quá nhẹ. Những tình huống cầm bóng tự tin của Long Gà Đồi nhưng đó là một đường truyền hỏng, cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng xanh không vào. Xin chúc mừng thì tỷ số được gỡ hòa 1-1 và bỏ lỡ quá đáng tiếc đến từ vị trí của Duy Huỳnh. Một tình huống mà thủ thành Long Gà Đồi đã có một pha dâng lên và để mất bóng, đưa bóng vào chân đối phương. Sau khi trận đấu này khép lại, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả trận đấu tiếp theo tại sân bóng Gia Phú giữa các thủ We Are FC và đội bóng FC Vân Tuyền. Như vậy thì có bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Rất bất ngờ khi mà đội trưởng Đại Nam đã ghi bàn từ cự ly ở phần sân nhà với cú đá khoảng cách hơn 35m. Một tình huống mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng FC Nhiệt Tình đã thi đấu thiếu an toàn, tạo điều kiện dành cho các cầu thủ áo xanh gỡ hòa từ một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Lợi thế dẫn bàn của các cầu thủ FC Nhiệt Tình đã không duy trì được đâu và họ đã để cho đối phương chọc lưới rất nguy hiểm. Xin chúc lời thì các cầu thủ đó có được bàn thắng thứ hai. Vẫn là những nỗ lực của số 7 Duy Huỳnh. Vẫn là Duy Huỳnh. Đó là pha dứt điểm thẳng, không phải là một đường chuyền. Mất bóng, bóng về chân của các cầu thủ FC Công Viên, tình huống thu hồi bóng là của Duy Huỳnh. Thêm một đường chuyền bóng dành cho vị trí của tên đầy đủ. Và để bóng lắc léo của số 19 chọc khe, cơ hội kết thúc. Tỷ số bây giờ là 2-1 dành cho FC Công Viên và dứt điểm cực kỳ chính xác của Duy Huỳnh vào góc gần. Một tình huống mà thủ thành Long Gà Đồi đã bắt bài về phía góc xa nhưng anh đã bị đánh lừa. Số 17 không đưa ra một cú đặt lòng về phía góc xa mà lại dứt điểm vào ngay góc gần để có thể đánh bại được thủ môn bên phía câu lạc bộ áo đỏ, mang về bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ FC Công Viên. Đường truyền khá tốt, Minh Bảo xử lý rất hay và thời cơ tiếp theo dành cho số 13 chưa thể có được pha dứt điểm, vẫn không vào. Một pha áp sát và kết thúc khá khó chịu nhưng đã không có bàn thắng. Cơ hội trở lại với các cầu thủ đỏ, một tình huống qua người thành công, dứt điểm chéo góc không vào. Đợt pha kết thúc vẫn chưa đủ khó để hạ được thủ thành bên phía đội bóng FC Công Viên. Cú đá đi thiếu chính xác, nỗ lực dứt điểm không thành công đến từ chân sút mang áo số 10 Trung Lộc. Tình huống xử lý chưa thành công, cơ hội áp sát dành cho các cầu thủ bên phía FC Nhiệt Tình, xoay người kết thúc không vào. Vẫn còn pha chạm bóng của cầu thủ áo số 5 đã không trúng tâm bóng, một cơ hội nữa dứt điểm không vào, đá bồi, vẫn chưa có bàn thắng, rất đáng tiếc. Cuối cùng thì bóng đã được phá ra. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ FC Nhiệt Tình được chuyền ngang và dứt điểm. Rất đáng tiếc, bóng lại đi ra ngoài trong tình huống dứt điểm này. Những cơ hội nữa trở lại với các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Tình huống có bóng nữa của số 7 dứt điểm vẫn không vào khi mà khung thành đã bỏ trống, nhưng rất đáng tiếc cho Duy Huỳnh. Một lần nữa anh có cơ hội đưa bóng vào khung thành bỏ trống nhưng lại là một tình huống điểm bóng không thành công. Thêm một lần mà thủ thành bên phía đội bóng FC Nhiệt Tình đã bỏ khung thành và ra hơi xa. Và chỉ có may mắn mới giúp cho họ tránh được những bàn thua trong những tình huống đó, khi mà các thủ bên phía đội bóng áo xanh đã không có được sự chính xác cần thiết. Như vậy thì có bàn thắng gỡ hòa 2-2 dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Nhiệt Tình sau rất nhiều những nỗ lực. Cuối cùng họ cũng đã có bàn thắng để sang bằng cách biệt với pha xử lý của Tony. Cú đá của số 12. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 đến một cách đầy bất ngờ. Trong những pha gây sức ép trước đó thì những cú dứt điểm của đó đó đều đã không thể đưa bóng vào lưới. Quá khó dành cho thủ thành bên phía đội bóng FC Công Viên. Trong tình huống vừa rồi thì Vũ Chi Gây hoàn toàn bị đánh bại. Rất nhanh thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh lại có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chỉ sau gần như chỉ là một phút mà thôi, sau khi các thủ FC Nhiệt Tình gỡ hòa 2-2, đội bóng áo xanh lại có được bàn thắng thứ ba với tình huống cứa lòng chính xác của anh Quyết. Cầu thủ áo số 8 vừa đưa ra một pha dứt điểm tốt nữa. Tỷ số bây giờ là 3-2 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Công Viên. Đội bóng áo xanh vẫn tiếp tục tạo ra lợi thế dẫn bàn. Tỷ số đang tạm thời là 3-2 nghiêng về phía câu lạc bộ FC Công Viên. Một tình huống ba người sắc hay của Tony cắt ngang, phản trống dành cho các thủ đó dứt điểm không vào. Cơ hội nữa dành cho các thủ đó đã không thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng FC Công Viên. Những nỗ lực ra sân của Minh Bảo
với sức ép tấn công của các cầu FC Nhân Tình. Hy vọng họ sẽ sớm có được bàn gỡ, và như vậy thì đã có bàn thắng gỡ mà. Tình huống chọn điểm rơi và đánh đầu chính xác. Tình huống đánh đầu đến từ vị trí của Trung Lập, người đã bỏ lỡ khá nhiều những thời cơ trước đó. Lần này thì pha dứt điểm tận thành từ quả chờ bóng mơ. Tình huống phạt góc đã không có một cầu thủ nào bên phía đội bóng FC Công Viên ập vào quyết liệt đối với Trung Lộc. Pha chơi bóng của Lượng Coi vẫn là số 20, mặt bóng khéo léo qua người rồi. Lượng Coi đưa bóng xuống đáy biên, trả bóng ra tiếng hai không qua được đôi tay của Long Gà rồi. Quyết tâm giành chiến thắng của đội bóng nào sẽ được thể hiện ở trong hiệp đấu thứ hai, và chúng ta cùng chờ xem. Pha chạm bóng vẫn hơi thiếu cảm giác của Tony, rất nguy hiểm. Cơ hội, tình huống xử lý tốt của các cầu thủ đó. Như vậy thì các cầu thủ FC Nhật Tân đã có được bàn thắng thứ tư. Một tình huống mà Lý Đoàn đã có pha xử lý nhưng múa trong vòng cấm của đối phương và mở ra cơ hội dành cho cá nhân mình tự mình dứt điểm. Hàng phòng ngự bên phía FC Công Viên vừa rồi đã không theo kèm thành công đối với vị trí của số 16 và để mất bóng bất cẩn của hàng phòng thủ bên phía đội bóng FC Công Viên. Được chuyền lên, pha che chắn hợp lý của các cầu thủ bên phía FC Nhật Tân vẫn là Lý Đoàn. Lý Đoàn chấp khe rất hay, pha xử lý sức cảm giác của các cầu thủ bên phía đội bóng FC Nhật Tân và họ đã có được bàn thắng thứ năm. Một tình huống phối hợp quá nhịp nhàng và quá chính xác. Quốc Vương là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3 dành cho câu lạc bộ FC Nhật Tân. Cầu thủ áo số 18, xin lỗi bạn, áo số 8 đã có được pha di chuyển và chạm bóng cực kỳ tinh tế. Pha dứt điểm đủ để loại bỏ được thủ thành bên phía đội bóng FC Công Viên. Họ kèm người khá gắt. Dứt điểm không thành công, cũng đã sức căng nhưng lại không thể đánh bại được vị trí của thủ thành Long Gà Nội. Một pha qua người tốt, có lẽ đó là tình huống kết thúc của sức Bắc. Lý Đoàn, tình huống bước đi của số 16 vẫn vượt qua được vị trí của cầu thủ áo số 5, dứt điểm vào góc gần, thêm bàn thắng nữa dành cho Lý Đoàn. Và solo quá hay đến từ vị trí của số 16 và cú đúp dành cho Lý Đoàn. Tỷ số được nhân nâng lên làm 6-3 dành cho câu lạc bộ FC Nhật Tình. Một tình huống phản công chớp nhoáng và Lý Đoàn đã tận dụng rất tốt cơ hội này với sức càng lướt không thể ngăn cản. Đại Nam đã rất cố gắng theo kẹp nhưng không thể. Thời cơ tiếp theo dành cho các thủ với ống xanh. Diệu Huỳnh được chuyển ra rất chống chạy, cơ hội dứt điểm không được. Những tình huống vùng lên mạnh mẽ của các thủ bên phía FC Công Viên, cú đánh đầu của Diệu Huỳnh lại đi không chính xác. Thêm đường chuyền dài mà rong bóng khá chính xác. Lượng Coi ngoặt bóng không thể vượt qua được trong trận cuối cùng của hàng phòng ngự bên phía FC Nhật Tình. Thêm cú đá từ xa, như vậy thì có bàn thắng dành cho Di Huỳnh. Tỷ số được sút ngắn xuống còn 4-6 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Công Viên. Sau rất nhiều những nỗ lực, lần này thì Di Huỳnh đã có được pha kết thúc thành công và đây là bàn thắng thứ hai của số 17 trong trận đấu này. Và đặt lòng rất chính xác của Di Huỳnh sau khi bóng bật ra từ nỗ lực áp sát của Bùi Hưng. Cú dứt có không thành công, tình huống mà Xuân Bắc đã bắt bài tốt và đây là thời cơ dành cho Di Huỳnh. Và đẩy bóng xuống đáy biên dứt điểm ngay. Thời cơ tiếp theo dành cho các thủ áo xanh. Khoảng trống vẫn còn, tiếp tục là Huỳnh Di. Được chọc khe, cơ hội kết thúc, tỷ số được sút ngắn xuống còn 5-6. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Công Viên với pha lập công của cầu thủ Mai Chí Gấu số 4. Khoảng cách được thu hẹp xuống còn 1 bàn, vẫn hứa hẹn trong những phút tiếp theo trận đấu sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Xin lỗi bạn, trong phút vừa qua thì tín hiệu internet bị gián đoạn trong chốc lát. Và trong thời điểm này, đây là thời khắc quan trọng mà các thủ áo đỏ cần duy trì được sự an toàn bên phần sân nhà. Rất nguy hiểm, cú đá vừa chạm vào một cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ và đội hướng. Thêm pha có bóng nữa của các thủ áo đỏ. Khoảng trống dành cho bé đá, dứt điểm chéo góc không được. Cú đá cuối cùng vẫn đi quá nhẹ và chưa thể hạ được Quang Vũ. Thời cơ lên bóng tiếp theo. Vẫn là pha khác bóng tốt, dứt điểm. Cú đá chạm vào sang ngang khung thành. Suốt chút nữa thì có bàn thắng thứ 7 dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Nhật Tân. Vừa rồi thì may mắn đã đứng về các thủ bên phía đội bóng FC Công Viên. Tình huống pháo bóng trở ra và pha dứt điểm tuyến hai rất căng. Đây là bé Na cắn ngang khoảng trống, pha đập nhã tốt, cơ hội tiếp theo không được. Tình huống bắt bài tốt của thủ thành bên phía đội bóng FC Công Viên. Khoảng trống, anh Quyết cắn ngang không qua được vị trí của Long Gà Nội.